Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nỗ lực tập luyện, điều trị chấn thương. Sự cố gắng của gương mặt 20 tuổi này cũng tiếp lửa cho tinh thần quyết tâm nơi các đồng đội U23 Việt Nam. Ngay ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2024, khi U23 Việt Nam so tài với U23 Kuwait, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã bị chấn thương cổ chân. Dù rất cố gắng để tiếp tục thi đấu nhưng do tổn thương lúc bấy giờ, cầu thủ 20 tuổi được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rút ra khỏi sân. Nửa ngày sau thì Đình Bắc được ban huấn luyện U23 Việt Nam đưa đi chụp X-quang và chụp cộng hưởng từ. Kết quả chụp phim xác định cầu thủ này bị tổn thương khá nặng dây chằng cổ chân trái. Xác định sơ bộ, Đình Bắc khó lòng đồng hành dưới sân cùng với các đồng đội U23 Việt Nam. Dù rất buồn lúc bấy giờ nhưng Đình Bắc khẳng định sẽ ở lại cùng với U23 Việt Nam để cổ vũ cho toàn đội. Anh cũng hy vọng toàn đội sẽ đạt kết quả tốt nhất tại giải đấu năm nay. Theo ghi nhận trong thời gian này, Đình Bắc nhận được nhiều sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực Neto. Anh tập trung rèn luyện phần thân trên với bắp tay, cánh tay, ngực, vùng eo, sườn và bụng. Ở phía dưới thì do chấn thương cổ chân nên Đình Bắc cố gắng đẩy cường độ hoạt động của vùng đùi. Sự cố gắng của Đình Bắc không chỉ giúp cho cầu thủ này tranh thủ thời gian để rèn luyện vùng thân trên mà còn truyền thêm quyết tâm cho các đồng đội U23 Việt Nam. Hiện tại thì đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước U23 Kuwait và U23 Malaysia để giành quyền vào vòng tứ kết. Nhưng trước mắt họ vẫn sẽ là thử thách ở cường độ cao hơn nhiều. Điều đó đặt ra cho U23 Việt Nam phải tự tin, nỗ lực và cố gắng. Đánh giá từ 2 trận đấu đã qua, U23 Việt Nam được giới chuyên môn nhận định là phải tiến bộ hơn nữa nhằm có một thế trận tốt hơn khi mà đương đầu với các đội bóng mạnh tại giải U23 châu Á 2024. Theo lịch thi đấu thì vào ngày 23 tháng 4, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Uzbekistan tại lượt cuối của bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả của màn so tài này sẽ quyết định ngôi nhất, nhì bảng D của giải.